Hiện tại là mình đang ở trong cái dự án là khu dân cư Nam Tân Quyên. Một nhân viên sale ở cổng, họ chào với giá là khoảng 15 đến 16 triệu một mét vuông, giá trung bình. Còn cái đường chính, đường chợ thì nó lớn hơn, đó là mình không hỏi. Tuy nhiên ở đây thì theo như mình quan sát thì mới có đổ đá nhuyễn thôi, nên đường nó khá là xấu, khá là dần, nên mọi người chịu khó xem nha, nó rung rung quá. Thì dự án mà khu dân cư Nam Tân Quyên này có diện tích khá là lớn nha mọi người, nó tới là 51 hecta, được có rất là nhiều tiện ích và được các khu công nghiệp nó bao quanh đó, như mọi người, như trên màn hình mọi người thấy ha. Đó là thuộc về của phường Khánh Bình, Nam Tân Quyên. Cái dự án này nó có một vị trí rất là tốt luôn, tại vì nó nằm kế dòng xây ngõ tư của trung tâm của thị xã Nam Tân Quyên này, là chừng có 1 km thôi, nó mặt tiền luôn đó, mọi người thấy không? Nhưng mà hiện tại thì mình thấy về cái hạ tầng á, mọi thứ đều chưa có hoàn chỉnh nha mọi người. Đất nền đồ chưa có san lấp, chưa có đổ đầy, nên nhìn nó hố hang ghê lắm. Dự án này theo như mình nhìn từ Google Maps xuống thì nó có một cái vị trí nó vô cùng là đắc địa luôn. Tuy nhiên tôi nghĩ thì nó cũng có một số vấn đề nho nhỏ, nên tốc độ mà đẩy hạ tầng này nó vẫn chưa có tốt lắm. Như mọi người thấy đó, mọi thứ nó đang rất là ngổn ngang, sỏi đá đồ tùm lum thôi. Thì tôi chạy vòng vòng cho mọi người thấy cái tổng thể của cái khu dân cư Nam Tân Quyên này nó như thế nào ha. Cái đường nào mình chạy vô được thì mình sẽ chạy thôi. Ở cái khu như vậy mà cũng có người vô chụp hình luôn mọi người. Đây mình mới dò được một trên mạng thì mình thấy cái khu này nó đang bị vi phạm mọi người ha. Đại khái như một tờ báo thuộc về vov.vn, họ nói dự án Nam Tân Quyên này chưa có chủ trương đầu tư đã mua bán rầm rộ. Dù mới chỉ có quy hoạch chi tiết 1.500 nhưng dự án khu nhà ở Nam Tân Quyên đã tiến hành giao dịch. Dự án đầu tư nhà ở khu dân cư nhà ở Nam Tân Quyên do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp đô thị Tân Quyên làm chủ đầu tư với diện tích là 51 hecta, bao gồm là 3.700 lô. Wow, rất là lớn, thổ cư 100% nha mọi người. Đó, những thông tin đó là mặt tiền chính có đường DT746 đó, mọi người có nghe rõ không? Cái này là một cái tờ báo họ VOV là họ đưa lên đó, là cái dự án này nó bị vi phạm, chưa có cho phép mà đã buôn bán rồi đó. Nhưng mà cái chuyện đó của họ đi trước sau gì cũng xong thôi. Hiện tại mọi người thấy không, 51 hecta nhìn rất là rộng luôn, rất là to mọi người, to ghê luôn.
mà giá cũng giá cao. Tôi nghĩ là giá cao mọi người nha, tại vì nó tới 15-16 triệu ở một cái những cái nền bình thường ha, nhưng mà những cái nền mà ở những con đường lớn thì nó lại lên chắc cũng cả 20 với mọi người. Đó, mọi người thấy chưa, nó rất là lớn luôn. Tuy nhiên có cái điều là cái hạ tầng vẫn chưa có hoàn chỉnh ha, chỉ có mới có lát đá nhuyễn đá mi thôi, nên chạy xe nó khá là dằn. Hôm nay là mình sẽ đi lăn xả bên khu Nam Tân Nguyên này để coi có bao nhiêu dự án hôm nay sẽ mình được quay, hy vọng là cũng được 7-8 dự án gì. Nhưng mà nó vi phạm, nhưng mà mình thấy thắc mắc sao vẫn có nhà cất rồi được rồi nè mọi người. Mọi người thấy không, bên kia có một nhà đã cất rồi nè. Hay là nhà mẫu hay gì, à đây là một cái văn phòng do công ty đứng ra bán sản phẩm này, họ xây luôn ấy. Đây là một cái văn phòng. Cái công ty Địa Ốc Núi Hồng này là nhà phân phối độc quyền của cái khu này mà. Chị cất khắp nơi. Mọi người thấy rất là to không? Rất là to. Xung quanh bò rất là nhiều. Wow. Nam Tân Nguyên này bò quá chừng nè. Ai mà chủ của đàn bò này là muốn ship chờ hàng tỷ phú nha mọi người. Một con bây giờ cũng không rẻ đâu nha. Như mọi người thấy ăn thịt bò đó, tốn tiền kinh khủng. Đây bò vàng luôn nha. Món bò là cái món thịt bò là cái món tươi hảo. Tôi đi đâu cũng vậy, chỉ thích ăn thịt bò thôi mọi người. Dễ ăn. Cái dự án khu dân cư Nam Tân Nguyên này á, nếu như mà đổ nhựa đồ hết luôn á thì nó rất là đẹp. Rất là đẹp, tại vì nó ngay ngắn, nó vuông vức và nó chiếm ở một cái vị trí vô cùng là đắc địa ở Nam Tân Nguyên này. Mọi người thấy không? Mọi người nhìn tổng thể nó ha. Cũng may là vô gặp được bên môi giới, họ cũng giải đáp cho mình được về giá nè. Cũng từng khu thì mình biết như vậy, mình trao đổi với mọi người. Mình quên nói về cái diện tích của khu này. Nó diện tích của từng lô của khu này thì nó khoảng là 80 mét đến 100 mét vuông. Họ nói như vậy. Mà giá nó 15-16 triệu thì cao ha mọi người ha. Nói về Nam Tân Nguyên thì mình không rành lắm, không am hiểu về cái kinh tế cũng như là tỷ trọng phát triển của họ như thế nào, nên mình không có đưa ra cái đánh giá tổng thể về mắc rẻ so với các dự án khác. Mình chỉ báo cái giá cho mọi người nghe vậy thôi ha. Nói chung là mọi thứ nó còn rất là ngổn ngang luôn, có vi phạm nên nó bị dừng, không có thi công tiếp hay như thế nào đó. 3.700 lô nền thì lớn lắm mọi người ạ, rất là to. Thì cũng như câu nói cũ, đi vô cái khu vực mà ngổn ngang thế này khá là nguy hiểm cho vấn đề bánh xe, đúng không? Cũng là câu nói quen thuộc thôi. Đây là một cái dự án đầu tiên mình sẽ quay ở khu vực Nam Tân Nguyên của tỉnh Bình Dương ha. Nhìn trên Google Maps xuống thì nó là một mảnh đất trống mênh mông. Một mảnh đất trống mênh mông luôn. Xuống đây thì thấy có cán nhựa, nhưng mà chắc một thời gian khá lâu rồi không có làm gì. Khá lâu rồi chắc họ không có làm gì nên mới có tình trạng như thế này. Hy vọng rằng
họ giải quyết xong cái những cái vấn đề pháp lý để sau đó cái dự án này nó được hoàn thành đúng tiến độ, thì khu vực này nó sẽ có một cái khu dân cư, khu đô thị rất là đẹp, rất là hoành tráng và vi mô luôn, được bao quanh xung quanh là toàn bộ là các khu, các công ty xí nghiệp. Thì cái việc mà sinh sống và đi làm việc của mọi người thuận lợi lắm. Nhìn theo cái xu thế của cái khu này á, thì mình nhận thấy là nó là sẽ là điện âm nha mọi người. Nhìn theo xu thế mà đang hình thành như thế này thì đây là khu phát triển điện âm nha. Điện âm mà trên 51 hectare như thế này thì trở thành một cái khu rất là đẹp, nó không bị chiếm không gian trên cao, mật độ nhà cửa rất là lớn, tuy nhiên sẽ nhìn rất là thoáng tại vì không có dây điện giăng chéo trên bầu trời. Đây là một cái điểm cộng, nhưng mà nó đang bị vướng vô những cái vấn đề pháp lý, thì để xem như thế nào. Tôi nghĩ thì tương lai nó sẽ rất đẹp, và khi mà nó lên được hình thành về đường phố đồ gọn gàng sạch đẹp thì kênh Chica View của mình sẽ quay lại review lại một lần nữa cho mọi người xem. Chạy qua con đường nữa, thấy trong đây là người ta đi trong đây mòn đường hết luôn đấy. Tỷ lệ người đi xem đất ở đây chắc cũng nhiều lắm nha mọi người. Một dự án rất to, một dự án rất to, 51 hectare và 3.700 đất nền sản phẩm sẽ được bán ra. Chi tiết vị trí thì lúc mà làm video clip mình sẽ đưa cái ảnh, cái video từ vệ tinh xuống cho mọi người xem luôn ha. Cái khu này mình nghĩ mà nó không vi phạm thì đến lúc này nó sẽ lên rất là đẹp nha mọi người. Vì nó bị vi phạm nên chắc bị đình chỉ một thời gian, nên mọi thứ đều đóng băng lại hết. Chứ mà nó không bị vi phạm thì hiện tại theo suy nghĩ cá nhân của mình là chỗ này nó sẽ rất là đẹp, đường xá láng o, mịn màng hết tất cả ha. Không biết là lúc nãy giờ mọi người xem thì có cảm nhận thế nào về cái khu này, có cảm thấy là có muốn nhảy vô khu vực này mình mua một lô không? Nhưng mà mình nói trước là hiện tại nó đang vấn đề gì đó, mọi người phải tìm theo nha, tìm hiểu theo nha. Đây là cái trục đường chính, đường rất là rộng nè. Trục đường này thì giá nó sẽ cao nha mọi người. Trục đường này là trục đường chính nè, chắc ở đây nó phải tầm 20 triệu hoặc là 19 triệu về mét vuông. 100 mét vuông của nó là khoảng 2 tỷ hả? Wow. Nó có đất không? Các cái nhà vô nữa, không biết nhà đây thiết kế theo kiểu mấy tầng nữa, tốn thêm một tớ tiền nữa nha. Một cái khu mà vị trí đắc địa như thế này thì còn gì bằng nữa. Đây là mình xin lặp lại là đây là khu dân cư Nam Tân Nguyên thuộc xã Hùng Phường Khánh Bình, diện tích là 51 hectare, tổng nền là khoảng 3.700 nền. Giá đất của những cái lô nền bình thường theo như sale báo là khoảng 16 triệu. Còn cái trục đường chính mình đang chạy thì theo mình suy nghĩ cá nhân thôi thì nó khoảng 19 đến 20 triệu. Đó là toàn bộ những thông tin về cái dự án này.
video clip quay về khu dân cư Nam Tân Quyên của mình đến đây là hết ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở một clip khác. Chúc tất cả mọi người sức khỏe và vui vẻ.